xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Lino Pet. Và ngày hôm nay chúng tớ sẽ thực hiện tắm cho thằng chó này. Tiếp theo là thằng chuối. Thằng chuối là một thằng cực kỳ ngáo. Thằng chuối này là đệ của thằng táo. Đây ạ. Cũng khá là to. Chuối ơi. Chuối ơi. Nào chuối. Chuối là con của thằng Thanh là cái thằng đang đứng sau lưng mình này, thằng mặc áo hồng này đấy. Nên là con của thằng nào thì thằng ấy tắm. Mình chỉ quay video hỗ trợ chúng nó thôi, mình không tắm. Ê. Chuẩn bị nhá, chờ tí tắm nhá, mẹ mày hôi quá rồi. Tay đi. Tay đâu? Đứng kia. Hơi thông minh đấy, có vẻ ngáo nhưng mà hơi thông minh đấy. Tắm sướng không? Đi chơi. Chơi chuối. Tối đi cối à? Đi chơi nhá. Cuối không? Mai cuối không? À, bạn chuối nhà mình đang tìm đối tác cuối nhá. Bao đồng các bạn nhá, bao đồng. Giá là 1 triệu một shop. Anh chị em nào đang có nhu cầu phối giống sinh sản Husky thì cứ liên hệ với Lino Pet. Bạn này rất là đẹp, thuần chủng. Hello. Ngồi xuống. Tay đâu? Tay đâu chuối không? Hi Fi, rồi được rồi. Chào bạn đi. Căng ngoan lắm rồi. Mình chờ vào đấy lắm rồi. Đây là bước cả bạn như ba bạn chó khác các bạn nhé. Chúng ta cần phải cạo cái phần mặt dưới của các bạn cún để khi mà đi chơi công viên hay là đi đâu đấy nó không bị đất cát bẩn vào trong kẽ chân, tránh được cái việc là nấm kẽ chân. Chuối thì ngoan hơn con táo nên là cạo bàn rất là nhanh. Tuy nhiên hơi giật không? Được không rồi thật. Có phải chảy lông không? Cho anh mượn cái khẩu trang, có cái khẩu trang mới nào không? Bảo Phương lấy cho anh cái với. Ô, Quỳnh dậy xuống lấy hộ anh cái. Khi mà chân dẫm nước để lâu ngày rất là dễ bị nấm kẽ chân các bạn nhé. Cảm ơn cẩn thận. Ra ngoài kia luôn cho các bạn tí thấy nó lại quay. Chỉnh tắm cho chuối sau khi đã được trải lông chết xong. Đầu tiên thì vẫn là dội toàn bộ người để cho ướt đều. Thank you.
phối thì mang clip YouTube ra cho nhanh. Khắp cơ thể của bạn cún rồi tiếp tục gãi để cho sữa tắm nó thẩm thấu sâu xuống chân của lông, vệ sinh sạch sẽ. Gãi đều lần 2 để sữa tắm dưỡng lông và giữ mùi được lâu hơn thì chúng ta sẽ xả nước các bạn nhé. Xả sạch nước kỹ nước để hết sữa tắm, nếu mà chúng ta xả không kỹ thì có thể là rất là dễ gây những cái bệnh liên quan đến da như kiểu là viêm da hay là nấm, vì lượng sữa tắm còn lại nó bám ở trên lông. Review chó, mình sẽ làm review mấy con poodle, review con alat, xong rồi review husky, còn mấy con xa đằng kia là một chú poodle đang được tắm, đây là em poodle đang được tắm, còn đây là thằng chuối. Quý Quỳnh thấy bạn nào? Bạn Hồng có bị lúc lắc không? Sau khi xả sạch sữa tắm lần 2 rồi thì chúng ta tiến hành lau bằng khăn siêu thấm. Khăn siêu thấm thì mình có để link ở dưới phần mô tả của video, các bạn có thể đặt hàng nhé. Khăn siêu thấm này nó thấm hút rất là tốt, tắm rất là nhàn. Còn nếu các bạn dùng khăn bình thường lau thì cũng khá là vất vả đấy.
xong thì và bây giờ chúng ta tiến hành sấy cho chuối với mặt lòng đã rồi. Lại lông kìa. Máy trưởng. Máy sấy kia ra đây để cho Quỳnh tí nó Quỳnh sấy bàn hồng. Kéo cả hai cái máy sấy luôn. Máy ống thẳng ấy, kéo ra đây luôn cho nó rộng chỗ đấy tí Quỳnh. Đấy rồi, ok em. Đợt này phòng này không có chuột nữa đúng không? Rồi nhìn thấy ông lông này. Lông bay phấp phới luôn. Đầu Quỳnh nhá, cho nó thơm nhá.
Vậy là đã xong. Tay đâu? Chuối, ngồi xuống. Chuối ngồi. Chuối ngồi. Tay. Tay kia. Đúng rồi. High five. High five. Ngã bây giờ. Đúng rồi, cứ ngồi đi, cứ ngồi nào. Đúng rồi, tay đâu? Tay. Nó cắn. Ok, vậy là đã xong, hoàn thành. Chúng mình đã hoàn thành xong cái video tắm cho Husky chuối mặt chó. Các bạn thấy video này có ích thì có thể like hoặc subscribe kênh. Và cần hỗ trợ gì thì cứ để lại comment, bên mình sẽ hỗ trợ và tư vấn nhiệt tình cho các bạn nhé. Xin chào và hẹn các bạn ở những cái video lần sau.